video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để khai báo các cái trường hợp tải trọng cơ bản, cũng như là khai báo các cái tổ hợp tải trọng cơ bản trên phần mềm ETAP đối với công trình nhà nói chung và nhà cao tầng nói riêng. Thì các cái trường hợp tải trọng các bạn cũng biết là bao gồm có tĩnh tải này, hòa tải, gió. Thì thông thường với nhà hình chữ nhật chúng ta sẽ có gió X và gió Y. Tải trọng động đất thì tải trọng động đất là cái trường hợp tải trọng đặc biệt nên là chúng ta sẽ giới thiệu ở một cái video riêng. Còn đây chúng ta sẽ dừng lại ở tải trọng tĩnh tải, hòa tải và tải trọng gió. Thì cách khai báo các trường hợp tải như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ vào menu Define. Sau đây các bạn chọn vào phần Load Patterns. Thì trong cái phần này mặc định của chương trình thì đã có hai cái trường hợp tải là Dead và Live. Thì đối với trường hợp tĩnh tải thì chúng ta sẽ tách nó ra thành các cái trường hợp pattern khác nhau, gồm trọng lượng bản thân này, tải tường và tải sàn, để cho việc kiểm soát các cái trường hợp tải này nó sẽ thuận lợi hơn. Thì ở đây mình sẽ xóa hết cái thằng này đi và mình khai lại. Với trường hợp tĩnh tải tách thành ba cái thì trường hợp đầu tiên trọng lượng bản thân thì mình để là dead, dạng typo thì là dead là tĩnh tải. Cell weight multiplier thì cái này chính là hệ số vượt tải của tải trọng cho trọng lượng bản thân. Thì chúng ta muốn cho chương trình sẽ tự động tính cái trọng lượng bản thân và tải trọng của công trình thì chúng ta sẽ nhập cái giá trị tương ứng với cái tỷ lệ mà muốn được chương trình tính vào đây. Thì với kết cấu bê tông cốt thép thì giá trị này là 1.1, mình nhập vào 1.1 và chọn vào modify. Cái tĩnh tải thứ hai là tải tường. Đấy, ta nhập là wall. Và dạng typo thì chọn là subdeck. Và tường thì không phải là trọng lượng bản thân kết cấu nên là hệ số cell weight multiplier thì tự động nó bằng 0. Chúng ta add vào. Trường hợp số 3 là các lớp hoàn thiện như là lớp vữa láng tạo phẳng này, lớp chát này, vân vân, đúng không? Thì chúng ta gọi nó là subdeck thì mình ký hiệu là SD. Typer thì cũng là subdeck, nghĩa là tĩnh tải hoàn thiện. Hệ số cell weight multiplier thì cũng bằng 0. Add vào. Đấy là xong tĩnh tải. Trường hợp thứ hai là hòa tải, mình gọi là live. Ở typer thì mình chọn nó là live là hòa tải sử dụng. Hệ số cell weight đương nhiên là bằng 0 rồi. Chỉ có mình trọng lượng bản thân thì mới có hệ số cell weight, còn các trường hợp khác thì không có các bạn nhé. Đấy, và mình add vào. Gió X mình nhập là GX. Trường hợp tải là Wind. Và add vào. Đối với trường hợp gió này này, sau này thì chúng ta sẽ có hai cái gám gió. Cách thứ nhất là các bạn gám một dầm biên. Nếu như những công trình mà thấp chúng ta chỉ tính gió tĩnh thì gám một dầm biên và không cần phải gám một tâm khối lượng thì chúng ta để như thế này. Còn nếu như đối với nhà cao tầng, các bạn sẽ gán gió vào tâm khối lượng. Thì với trường hợp gió thì chúng ta ngoài chọn các cái giá trị như ở trên, thì trong cái phần Auto Lateral Load thì chúng ta sẽ chọn vào phần User Sliders và Modify. Mục đích của cái thằng này là để chúng ta tự động cho chương trình gán tải động gió vào cái phần tâm khối lượng của công trình khi mà chúng ta kích vào modify slider. Thì nó có sẵn các cái ô để chúng ta gán tải trọng gió như sau. Thì đến cái phần gán tải trọng gió vào tâm khối lượng thì mình sẽ hướng dẫn thêm cái phần này. Ở đây sau thì chúng ta ok để nguyên như này. Chúng ta khai thêm một cái trường hợp là gió Y cũng tương tự và add vào. Đấy thì chúng ta đã khai xong các cái trường hợp tải trọng cơ bản. Sau đấy chúng ta ok và xem lại. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách khai các cái tổ hợp tải trọng cơ bản. Thì chúng ta làm như sau. Các bạn vào Define này, chọn vào Load Case. Thì chúng ta kiểm tra xem là chương trình đã có các cái trường hợp tải nào ở trong đây. Thì chúng ta thấy là đã đủ này, trọng lượng bản thân này, tường này, tải hoàn thiện sàn này, hoặc tải do X, do Y rồi. Thì ok. Chúng ta vào tiếp Define và chọn Load Combination để khai báo tổ hợp tải trọng. Các bạn lưu ý là ở đây là tổ hợp tải trọng, nó không phải là tổ hợp nội lực. Kết quả thì nó cũng sẽ xem như là tổ hợp nội lực của chúng ta ngoài kia thôi.
Nhưng mà khác ở chỗ là tổ hợp tải trọng là nó sẽ cộng các cái tải trọng lại với nhau trước khi phân tích nội lực. Còn tổ hợp nội lực là chúng ta lấy nội lực của từng trường hợp sau với VBM đi tổ hợp lại với nhau để thành cái nội lực nguy hiểm. Rồi để khai báo các tổ hợp thì chúng ta làm như sau. Chúng ta vào Add New Combo. Tên mặc định của nó sẽ là combo 1. Combo 1 thì là tĩnh tải và hòa tải. Thì chúng ta tĩnh tải bao gồm đen này, hệ số là 1. One hệ số là 1. Subdet hệ số cũng là 1. Và leave hệ số cũng là 1. Ở đây các bạn lưu ý là chúng ta đang khai báo tổ hợp cho trường hợp tải trọng tính toán nhé. Còn nếu là trường hợp tải trọng tiêu chuẩn thì các cái hệ số này chúng ta sẽ phải thay đổi khác đi. Ok. Khai tiếp combo 2 là tĩnh tải cộng với các cái trường hợp gió. Thì mặc định cái combo 2 của bạn là gì mới cho cái như này. Nhưng bây giờ để khai được nhanh thì mình sẽ copy nó từ cái combo 1 bằng cách là chọn là add copy ở combo. Nó tạm thế là combo thì, tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn sửa các combo cái này. Các cái liên kết thì ở đây tĩnh tải nó đã được khai sẵn ở đây rồi, mình chỉ việc sửa cái lever này về dựng ta đã chọn các tiết diện để ok vẽ rồi đấy. Nhưng mà trong chúng ta làm tiếp ta copy lại cái tiết diện khác cho cái ba mô hình của mình, sửa gió x thì thành gió trong quá trình làm thành tiết diện, trừ x tức là đảo chiều ngược lại gán như thế này thành âm một. Giờ mình sẽ hướng dẫn cách gán như sau. Ok, để gán copy tiếp thì khai báo tổ hợp với gió y sâu cùng một mũi này, gió x chuyển thành gió y trên mặt bằng chúng ta nhìn số hơn này chúng ta khai bằng một, chúng ta sẽ làm như sau. Các bạn vào và tiếp tục thầy xuống máy thầy đi ạ. Display option 5 có 45 cái hệ số scan factor, hệ số tổ hợp sẽ ta nhập vào trừ 1. Cái trừ 1 là để thể hiện là chiều gió đảo chiều. Thì đối với cái nhà mà có sàn tương đối cứng thì cái việc khai gió mà đảo chiều thì chúng ta dập dấu ngược lại thì chúng ta đã có được cái trường hợp đối được tương đối rồi. Thì ok, vậy là mình đã hướng dẫn khai xong các cái trường hợp tổ hợp và xác nhận thầy tắt mic rồi à? Chúng ta sẽ khai thầy tắt mic rồi. Phần hai gồm tĩnh tải cộng với hòa tải và cộng với gió. Thì chúng ta khai tương tự nhưng mà bây giờ có thêm hòa tải. Mình vẫn là S copy ở combo. Chúng ta có tĩnh tải ở đây rồi. Ta làm một cái ví dụ. Trường hợp tiếp theo là hòa tải này. Thì hệ số của hòa tải lúc này như một phẩy chín như sau. Ta S tiếp một hàng nữa cho gió x thanh mà cần gắn liên kết. Hệ số của gió x chỉ bằng không phẩy chín. Lại tiếp diện. Ok, và assign frame này. Trường hợp này mình quên chưa sửa cái tên tổ hợp modify cái là combo 6 đi. Chúng ta muốn chuyển hệ số của lim và gió x bằng 0,9 là để kể những cái 300 600 xác suất mà cả hòa tải và cả gió x chuyển thằng đều xảy ra trong cái tổ hợp này mà đều đặt giá trị lớn nhất là nó cao. Ở đây là người ta giảm, người ta sẽ khai một tiết diện mới. Thì chúng ta sẽ vào modify sâu ta tiếp cái combo với gió trừ x and copy khai tiết diện mới và add new property này chọn tiết trừ 0,9 để gió đảo chiều 300 đến 500 okay. Chúng ta chọn tiết diện add copy tiếp còn 18 hai tiết diện mới là d gió x ta sẽ chuyển thành gió y này, vật liệu là bình tâm hệ số là 0,9 chiều cao tiết diện ok là add copy mét. Tiếp bề rộng gió y thì trừ là 0,9 mét này để gió y đảo chiều khai báo tiếp cũng là thiết kế tiết diện là tiết okay. Như vậy là chúng ta đã khai xong 9 cái tổ hợp cơ bản gồm 5 cái tổ hợp cơ bản 1 và 4 cái tổ hợp cơ bản 2 trong phần tổ hợp. Chúng ta còn có các cái tổ hợp liên quan đến tải trọng đặc biệt. Thầy đang quay video hướng dẫn mọi người xem cái video thầy mới up lên đi. Thầy thấy video thì là vậy mình đã xem xong là có ai up link lên ở ngoài nhóm rồi đấy.